báo nhân dân có bài viết quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh thế giới nhiều biến động tiêu cực ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và thương mại, nền kinh tế trong nước phải trông cậy rất nhiều vào giải ngân vốn đầu tư công. Thời điểm này chỉ còn hơn 3 tháng nữa là kết thúc năm, nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trung bình cả nước vẫn thấp, chỉ đạt 42,35% kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao. Quyết liệt thúc đẩy giải ngân được xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của các bộ ngành địa phương nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% đã đề ra thưa quý vị từ vụ cháy trung cư mini trên phố khương hạ phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội cho thấy công trình sai phạm đã nhận được che chắn phạt rồi cho tồn tại báo tuổi trẻ có bài viết chấm dứt ngay nạn phạt cho tồn tại theo bài viết nguyên nhân của thực trạng trên là do người có thẩm quyền không xử lý nghiêm đúng theo quy định pháp luật có tình trạng xử phạt với hình thức phạt tiền rồi xong mà không áp dụng biện pháp buộc tháo rỡ khôi phục tình trạng ban đầu hoặc thậm chí là nhận phong bì để làm ngơ hoặc chỉ dẫn cho chủ nhà chạy để hợp thức hóa vi phạm việc này làm tăng thêm hành vi vi phạm xây dựng với tâm lý yên tâm rằng cứ chịu phạt tiền rồi chạy trọt là xong thực trạng này cần chấn chỉnh chấm dứt. Còn bài viết trên báo Kinh tế và Đô thị thì cho rằng, mặc dù loại hình nhà ở trung cư mini đang rất phổ biến tại các đô thị lớn, nhưng trong các văn bản quy phạm pháp luật thì hầu như thiếu những quy định cụ thể cho loại hình này và như vậy hệ lụy tất yếu sẽ xảy ra. Cần sớm đưa ra những quy định riêng đối với trung cư mini từ diện tích đất đủ điều kiện xây dựng, mật độ xây dựng, tầng cao, các quy định về an toàn cháy. Nếu không sớm kiểm soát, việc xây dựng chung cư mini tràn lan có thể làm phá vỡ quy hoạch phát triển đô thị, gây áp lực lên hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật Bài viết trên báo Hà Nội mới nhận định, vụ hỏa hoạn tại quận Thanh Xuân không chỉ cảnh báo những bất cập của loại hình nhà ở trung cư mini, mà còn cảnh báo vấn đề chỗ ở của người dân, một vấn đề lớn hơn, sâu xa hơn. Đó là thị trường bất động sản đang thiếu trầm trọng sản phẩm nhà ở giá bình dân, nhà ở xã hội. Thực tế, chính sách phát triển nhà ở đã có từ lâu, nhưng số lượng nhà ở xã hội hoàn thành, đưa vào sử dụng chưa như mong muốn. Bởi rất nhiều nguyên nhân, từ cơ chế quy hoạch đến quỹ đất và đặc biệt là nguồn vốn để tạo lập quỹ nhà giá cả hợp lý và đối tượng thu nhập thấp có thể vay để mua nhà việc khơi thông nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá bình dân là chìa khóa giải quyết vấn đề song muốn như vậy thì phải có các giải pháp thực sự đột phá thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Quy định mới không phân biệt môn chính, môn phụ, không tính điểm trung bình chung tất cả các môn của thông tư 22 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được đánh giá là tiến bộ. Tuy nhiên, sau 3 năm vận hành, nhiều ý kiến cho rằng quy định này có thể dẫn đến việc học sinh sẽ học thêm nhiều hơn để đạt các danh hiệu học sinh xuất sắc, học sinh giỏi, bớt bệnh thành tích để giảm sức ép học thêm, bài viết trên báo Đại đoàn kết. Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng hiện nay thời gian trên lớp không đủ để thầy cô luyện kỹ năng và rèn học sinh thói quen tự học thì học sinh vẫn tìm đến học thêm. Khi sĩ số lớp chưa giảm tải, học sinh chưa học được cách tự học, cộng thêm áp lực thi cử thì việc dạy thêm, học thêm vẫn chưa thể thuyên giảm. Nhu cầu nhân lực về công nghệ thông tin, công nghệ số của Việt Nam hiện nay là 150.000 kỹ sư một năm thế nhưng con số thực tế mới đáp ứng được từ 40 cho đến 50% nhu cầu và để giải quyết bài toán thiếu hụt khoảng 70.000 nhân lực IT mỗi năm. Đây là nội dung bài viết, đại học số là lời giải cho thực trạng thiếu nhân lực số trên báo lao động để giải quyết bài toán thiếu hụt nhân sự số trước hết là các trường đại học phải mở thêm các ngành đào tạo kỹ sư công nghệ đạt chất lượng sự hạn chế của một số trường đại học là ở chỗ sinh viên ra trường phải đào tạo lại mới sử dụng được trong khi chờ đợi nguồn nhân lực bước ra từ các trường đại học cần có chính sách thu hút chuyên gia công nghệ là người việt nam đang làm việc ở các nước kể cả nước ngoài